Ôi, đừng có chơi ăn gian nữa. Bên mình đủ rồi nè, 10 trời trái ơi, hay quá trời ơi. Nãy giờ trong lúc mà ngoại với chị Buka đang tranh luận với nhau là con chạy khắp khu rừng này để con kiếm á. Trời ơi con hay quá con ơi, con hay quá trời ơi. Chấp, đừng cố chấp cho cái sự thua cuộc của mình. Mà nó chỉ kém may mắn đường nó chỉ thua cuộc quê lắm. Thua là thua. Kính thưa tất cả quý vị, vậy thì thử thách đầu tiên của chúng ta cũng đã có kết quả. Và phần thắng đã nghiêng về đội của anh Hưng và chị Buka. Thua thảm đi, thua mà không còn đường nào để binh. Kính thưa quý vị, thua là lẽ thường tình, còn thắng là gì? Là gì thì thắng. Ủa mày ơi, mày có một cái sự biến văn luôn. Một lần nữa xin chúc mừng đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Phải là nắng hơi che ra. Bởi vì biết điều là luôn thắng vậy đó. Nói nghe nè, thắng mà thắng cái kiểu này là không biết nhục. Ủa sao nặng như ngoài, sao nặng như ngoài, sao nhục mày? Trời đất ơi, mày nghĩ đi, có bốn đứa thi hai đội thì một có đội thắng thì phải có đội thua thôi. Có đứa nhất đứa nhì vậy thôi. Tao không nhất thì mày nhì, mày không nhì tao nhất. Có gì đâu, có gì đâu mà hay ho. Ủa vậy chơi làm chi, rủ tao đến đây làm gì? Ủa ai, con mẹ Google kêu của tao. Mày rủ tao tao biết tao đi. Con mẹ Google kêu tao. Ủa khoan đi, nó nghe là mình bỏ tiền mình sản xuất chương trình xong rồi bạn bè mình gây lộn với nhau vậy. Ai bỏ tiền? Ai bỏ tiền? Anh bỏ mà. Con mẹ Google á. Mẹ Google bỏ hả? Trời ơi mẹ kêu hợp bao nhiêu cái gì tài trợ vô kìa. Thôi bây giờ tự nhiên bài ra chơi chi gây lộn. Muốn mà giải quyết vấn đề tiếp theo đúng không? Ừ đúng rồi, nhanh đi. Những người chơi đến với thử thách tiếp theo. Chiêu ở đây đẹp đây. Rồi đây bé. Rồi nha, giải quyết cái đề lẹ lên. Thời gian của chúng ta cũng có hạn nha. 26 cộng 94 đó là 129 nè, trên 54 nè, trên 50 trên 75. 75 trừ 46 còn 20 29. 29, 29 trừ 31 còn thiếu 31. Rồi, anh ra rồi, ra. Ra chưa, đây. ra chưa. Rồi, kiểu này nè, ok, đem một xuống đây, một xuống đây. Rồi. Trời ơi, nó không đừng, phải không? 11 hả? Học sinh giỏi toán nè. Mình cũng làm cho nó có vẻ đi em ạ. Trời ơi, thử lại đi. Trời ơi, Trời ơi, thử lại đi, tin thử đi. Nè. Đúng rồi. 26 cộng 94 là nhiêu? Là... Ủa? Gì vậy? 110. Người ta đang quay, tụi em ơi, đang chơi. Không, mấy em ơi. Trời đất ơi, tự nhiên cái cục tỉnh lại đèn luôn. Tụi ơi, xin chú Buka nữa kìa, xin Buka đó. Phải Buka mới được. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra tụi em đâu ra vậy? Hả? Bây giờ này, kiếm mấy đứa mà fan hâm mộ ấy, mình phải dụ người ta đến xin chữ ký thằng Hưng. À, hiểu không? Xong rồi mọi người, lúc đấy là ngoại sẽ copy cái mà coi lên cái đề của nó là cái gì. Để làm cái gì? Thôi mình biết. Cứ đi rồi sẽ biết. Đi kiếm đi. Dạ. Sao không giải mà làm gì? Cái gì? Giải đi. Đang giải này. Đang đi lấy phấn lấy bút. À rồi cố lên. Trời cảm ơn ơi. Cô. Bây giờ mình sẽ đi kiếm fan của anh. Chết rồi. Hôm nay có cả ekip của chương trình rồi. Bao nhiêu con người hôm nay không biết ai là ai hết. Dạ chào mọi người. Dạ chào mọi người. Mọi người là thuộc ekip của chương trình hay sao? Hay là mọi người đi chơi? Đi chơi. À vậy hả? Ủa mọi người cho mình hỏi là ở trong đây có ai thích ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng? Thích không? Ê được. Ê nói nghe nè. Kìa anh hả? Biết đâu biết trước mày không biết không? Dạ biết. Nói nghe nè. Một lát nữa ngoại cho mới đứa 200 ngàn. Trời ơi dậu vậy. Mà hôm nay được có 500 ngàn thôi đó. Bỏ tiền túi ra tôi trả đúng gì nữa đâu. Ngoại cho mới đứa 200. Bước vào đường. Đi cái gì không ngoại? Ngoại lại xin chữ ký Đàm Vĩnh Hưng. Dễ thôi. Đây. Em xin chào tất cả mọi người.
ơi, sướng nha, được chụp hình với anh Hưng với chị Buka nha. Rồi cả gia đình mình ơi, mình hiện tại mình đang chụp hình với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nha. Có rồi. Có cái chậu. Trời hay vậy? Trời, trời ơi, ngoại thông minh quá luôn. Trời ơi, cái dụ bà tối đền mình ra xảo mà lừa đảo ra ngoài số 1. Trời ơi, nhanh lên ngoại. Anh không ở đâu, ở đâu? Ở số mấy, số mấy, số mấy, số mấy? Số 11. Này số 4, nhanh nhanh nhanh, ngoại ngoại. Trời ơi, đừng có chụp chị em ơi, thấy râu chị đó. Đi đi, đi ra, đi ra để chụp chị, chụp xa xa. Rồi rồi, đi đi đi, đi chơi. Chào mọi người, bye bye mọi người. Ủa, hết rồi hả? Dạ, bán xong rồi, đóng xong, xong rồi, rồi. Cô ơi, xong rồi. Cô Thu ở rồi, cho em rồi. Xong. Dạ, rồi. Ở đội của chúng tôi là những cái gọi là thiên tài toán học thôi. 26 cộng 9, 4 là bao nhiêu? Kết quả ra bao nhiêu? Vậy thì hãy nhanh chân tìm cái liều số 11 để tìm nữ đáp tiếp theo. Số 5, số 6. Chết rồi, người ta đi rồi kìa, ngoái. 11 nè, 1 nè, 2 nè, ở trong kia. Anh vòng vòng ngoài đây đi, anh kiếm ngoài đây chơi. Ê, anh Hưng chạy rồi kìa. Nhanh, 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 nhanh. Đâu, số 11 là đâu mà. Kiếm thêm đi ngoại. Số 5, số 6. Số 1 đâu trời ơi. Một lần đâu trời. Chia ra đi cưng ơi, chia ra. Ê, thấy rồi kìa. Chết rồi ngoại ơi. Lèo đâu, lèo số mấy đâu? Nè nè, nên nhớ nha, những cái liều ở đây số thứ tự đó không có, nó không có liên tục đâu. Đâu có thể nào mấy cái số của liều nó đơn giản như vậy được. Giờ cái liều này thì giờ biết dán ở đâu giờ trời. Dán vô trên mít luôn. Ủa, cái lèo này đâu, lèo số mấy đâu? Không phải lúc nào con số cũng sẽ hiển thị một chỗ mà dễ coi đâu. Cho nên mọi người tìm cho kỹ vào. Buka, Buka ngoài kia đi Buka. Qua đây anh ơi. Số 4. Bên đây còn 2 cái nè. Thanh long. Vải. Sao đây có thanh long với vải nữa? Cố lên. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Ngoại ơi, cái này nó là đánh đố rồi chứ không phải là tìm số nữa. Vô đây tìm thôi. Là liều này hả?
Vô đây, vô đây, vô đi, vô đi. Ủa, cái chỗ nó vô đâu? Đây, 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 đây. Trời ơi, sao tôi đi qua tới đây vậy trời? Ây à. Sai rồi, ấy à, sai rồi. Đi, 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 đi. Rồi, mình nhanh tìm một cái khác. Ngoài, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Ở đây, bên này. Đây, đây. Chúng ta dỡ nó lên. Ở đây, 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 đây. Em biết cái thế nào cũng giống một rác. Nhanh, nhanh. À, ngoại, ngoại, ngoại. Có số 20. Hả? À, không phải. Đây là thử thách dành cho hai đội. Có ba loại trái cây được viết với tên gọi không phổ biến: lệ chi, kim đồng nam và im la. Mỗi đội phải giải loại trái cây đó là gì và hái được 10 loại trái cây cho từng loại, mang về điểm tập kết. Rồi, hoàn thành thử thách đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc và nhận được đặc quyền. Lệ chi là trái vải. Rồi, mình hãy đến những cái cành cây để mình tìm những cái trái đó nha. Mấy tao mới nhìn thấy mà. Nay mới nhìn thấy. Ủa sao sợ trống ra ta? Lệ chi là nhẹ vải nè, vải có vải. Em được năm rồi. Cái gì rồi, qua đi. Kim đồng nam là gì? Kim đồng nam là cam đồng niêm. Kim đồng nam. Trời ơi, hát lại đi xoài nè. Kim phải có chữ vàng, kim đồng vàng. Nam. Nãy mới thấy mà. Ê, em mua đủ 10 trái vải cho ta. Đâu 10 trái dữ vậy, yêu cầu là 10 trái hả? 10 trái. Đây, 4, 6, 8, 10, 11 rồi. Tại Google không ra ngoài ơi. Ủa, kim đồng nam là trái nào, trái gì vậy? Là cam đồng niêm. Cam đồng niêm rồi. Không biết là gì nữa. Im la. Im la là im mà la là có nghĩa là mười giá từng loại. Thanh là... có thanh la có nghĩa là phát ra tiếng, là thanh là thanh long đó. Phải không? Tính vậy đi. Nón lá mình đâu, trời ơi. Mỗi loại 10 trái, chúng ta phải tìm đủ 3 loại. Trời ơi, cứu tôi. À, hốt thêm giải đi cho tụi kia nó khỏi đủ, hiểu không? Kệ, lấy đi. Ổi nè. Đây nè, một mớ nè. Bê-bê-bê-bê-ca. Hút mèo luôn không? Hút luôn mèo. Ngoại ơi, qua đây ngoại ơi. Con thấy bên đây đọc bù đông quá nè ngoại. Thằng Long. Kìa, cái trái xoài kìa. À, có nghĩa là cái đội bên kia có thể là những cái trái khác mà như mình, giờ mình cứ lấy luôn. Mình lấy luôn trái của cái đội kia, nhanh lên. Thôi, hết mẹ đi. Để mình ăn hết. Quá nặng rồi, mùi trái làm sao mà bưng nổi ta? Thì phải đổi thôi chứ sao giờ. Anh ơi, có khi nào im la là xoài không? Im la là xoài. Su ơi, Su, bé em rảnh không? Em tìm chị im la là gì vậy? Anh Hưng kêu đó. Nani? Anh chị hái cái bóng đèn bây giờ. Nhanh lên. Im la là cái gì? Vậy có hai trái đang cầm tay của ai kìa? Lụm luôn đi. Của chương trình đang chuẩn bị gắn lên nó, tự nhiên ngoài nói chi rồi giờ lấy luôn người ta. Thì mất công gắn lên mình bị gỡ xuống mất công mệt. Mày cứ về để tập kết đi bé ơi. Chưa đủ đâu anh nghĩ đủ rồi, trong người anh nhẹ nhảy nhẹ. Ủa sao anh đủ? Thời gian sắp hết rồi nha quý vị ơi. Ô, cầm đi. Lọt xuống sông mấy anh ơi. Rồi xin mời hai đội mình gom trái cây lại đây à. Nhưng mà ý là đủ 10 trái không đủ rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chết rồi. Có 7 trái à, bỏ cam xuống đi, bỏ cam xuống. Có 7 trái à, đi kiếm 3 trái nữa anh ơi. Cái gì nữa? Đi hái 3 trái xoài nữa đi. Dưới đất cũng có.
Nếu mà mình chưa đủ số lượng thì mình phải đi tìm cho đủ số lượng. Ngồi đây giữ, ngồi đây giữ, ngồi đây giữ, ngồi đây giữ, ngồi đây giữ. Đây. Được rồi. Ôm rồi, ôm, ôm cái gì ôm. Thì bây giờ mình kiểm tra nha mọi người ơi. Lệ Chi. Lệ Chi là trái vải là quá dễ rồi, rồi. Dư luôn rồi. Dư, đó. Mỗi đếm. Rồi, Kim Đồng Nam. Bây giờ mình sẽ đếm số lượng nha. Này Dư, Dư nè. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hoàng Thành. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với đội tiếp theo. Đưa bệnh coi, đưa bệnh coi, bệnh coi, đi bệnh coi. Ủa sao ai ăn trái xoài vậy con? Đang trong quá trình đi lụm thì ngoại đói quá ngoại. Không phải, không phải. Sao mà đổ thừa ngoài vậy trời? Ở đây có rất là nhiều khỉ. Hồi nãy ấy, mình đem về ấy, là tới là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bốn con khỉ kia chộp bốn chạy đi. Nè nó còn giấu cắn. Còn cái con này là con khỉ mẹ. Nó ăn dở dang, tôi lấy cục đá tôi chọi. Thôi. Sao tàn nhẫn với động vật vậy? Thì đó mới lụm được nửa trái này. Thôi bây giờ muốn biết khu này có khỉ hay không để tôi hỏi sư phụ của tôi cái đã. Sư phụ ơi, cho con hỏi là ở đây có khỉ không ạ? Dạ không ạ. À, thấy chưa? Là không có. Cho nên chúng ta sẽ kiểm tra số lượng dựa trên. Con thấy mặt mày con mày có quê. Ở đây, Lệ Chi là quả gì? Lệ Chi là quả vải. Quả vải 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dừng Kim Đồng Nam. Sorry, 2, 4. Dư, dư rồi. Rồi, cuối cùng Im La, trái xoài. 2, 4, 5. Này 6, tính nhiều. 6, 5 rưỡi. 5 rưỡi. Thôi bây giờ hỏi bây giờ có tính cái này không? Tính luôn chứ. Tính thì ăn thử miếng coi còn xài được. Thì ăn thử miếng coi còn xài được. Được. Nhưng mà nói nghe nè, có phải là cái luật của chương trình mình có thể xem xét lại, có phải là ba loại trái là mỗi loại 10 thì là tổng cộng là 30 trái. Thì ở đây cố tình lấy dư không chỉ đơn thuần là ba trái của chương trình mà muốn thể hiện cho mọi người thấy được là chúng tôi có thể lấy nhiều hơn như vậy. Chúng tôi có thể lấy thêm cam nè. Đó, đắp vô nè. Đó, thấy rồi. Trời, cái để cho nó làm cái làm tới đâu. Nè, thấy chưa? Thằng là trong vỏ nữa, trong vỏ còn rất nhiều nha, ổi nè, đó, tất cả các loại trái cây luôn đó. Rồi đi qua đây với chị camera, đi qua đây. Nhà chị nhiều hơn nhà em á. Ủa nhà chị dư nhiều lắm. Ủa chị lấy ở đâu vậy? Chị lấy hết cái giường này mà cho nên là đừng có khoe nha. Ngoại con có quê ở ngoại nữa sao? Qua đây coi qua đây, qua đây đang giải cứu trái cây nữa kìa. Đứng đó không thấy đâu. Thì ra cái thứ mà chơi anh gia, cái thứ gì mà ác đâu, cái thứ gì mà lấy cho dư cho cố. Trời đất ơi. Trời ơi, ngoại đánh rớt cái đồ hồn. Dư cho cố đi nè. Tao quay cái mặt anh gia này. Tao quay cái mặt anh gia này. Quay cái mặt anh gia này. Con lấy dư là tại vì con muốn là được đánh lại ta. Wait a minute. Đứng đó không thấy đâu, qua đây. Lấy đồ kìa, lấy đồ kìa. Thôi. Ủa? Đừng có chơi ăn gian nữa. Bên mình đủ rồi nè, 10 trái. Hay quá trời ơi. Nãy giờ trong lúc mà ngoại đi với chị Buka đang tranh luận với nhau là con chạy khắp khu rừng này để con kiếm á. Trời ơi con hay quá con ơi, con hay quá. Trời ơi kìa. Đừng cố chấp cho cái sự thua cuộc của mình. Mà nó chỉ kém may mắn được nó sẽ thua cuộc quê lắm. Thua là thua. Kính thưa tất cả quý vị, vậy thì thử thách đầu tiên của chúng ta cũng đã có kết quả và phần thắng đã nghiêng về đội của anh Hưng và chị Buka. Thua thảm đi. Thua mà không đến còn đường nào để binh. Đó là kính thưa quý vị, thua là lẽ thường tình, còn thắng là gì? Là gì? Thì thắng. Ủa? Mày ơi, mày có một cái sự biến văn đúng không? Thật ra thì hồi nãy em đã nghe thêm những cái lời hướng dẫn của anh Hà từ những cái việc mà kêu là, trong đội là mình không có tiếng nói luôn, mình chỉ làm theo thôi. Dạ, ý là tại vì anh Hà kêu là nghe lời ngoại, mình chơi ăn gian mình mới thành công, mình mới thắng được. Cái cuối cùng này bây giờ bẻ bạn nghe nghe nè, nhớ chung đội. Ngoại rất thương con. Con mới ngoài giống nè, Hà giống nè, mai mốt con già con cũng giống ngoài. Ủa, anh hoặc cái bé mát này bên nè. Ôi, cảm ơn anh. Bên đó không có thích con. Ôi vậy hả? Không thích. Sao thấy mọi người chú, luôn á. Mọi người rất là ưu ái con luôn, rất là quạt cho con, chăm sóc cho con. Còn ngoại nãy giờ con thấy ngoại cứ chì chiếc con á. Cái thái độ của ngoại, ngoại không có giống như anh Nằm Dính Hơn. Ôi, nó giả tạo lắm.
anh Hương kêu rất là nhẹ nhàng, anh Hương kêu thôi. lấy đi buka, lấy hết đi, không sao đâu. Đó, mọi người có thể thấy rằng với lời khai của hai nhân chứng thì chúng ta có thể thấy được là cách đối xử, đối nhân xử thế nó hoàn toàn khác nhau, dẫn đến kết quả nó cũng khác luôn. Một lần nữa xin chúc mừng đội của anh Đàm Vĩnh Hương. Phải là nắng hơi che ra. Bởi vì biết điều là luôn thắng vậy đó. Nói nghe nè, thắng cái kiểu này là không biết nhục. Ủa, sao nặng như vậy? Sao nặng như vậy? Sao nhục vậy? Trời đất ơi, mày nghĩ đi, có 4 đứa thi 2 đội thì một có đội thắng thì phải có đội thua thôi. Có đứa thứ nhất đứa nhì vậy thôi. Tao không nhất thì mày nhì, mày không nhì tao nhất. Có gì đâu mà hay ho. Ủa vậy chứ chi? Rủ tao tới đây làm gì? Ủa ai? Con mẹ Google kêu của tao. Mày rủ tao tao biết tao đi. Con mẹ Google kêu tao. Ủa khoan đi, nó nghe là mình bỏ tiền mình sản xuất chương trình xong rồi bạn bè mình gây lộn với nhau vậy? Ai bỏ tiền? Ai mà bỏ tiền? Anh bỏ mà. Con mẹ Google á. Mẹ Google bỏ hả? Trời ơi, mẹ kêu hợp bao nhiêu cái gì tài trợ vô kìa. Thôi bây giờ tự nhiên bài ra chơi chi gây lộn. Muốn mà giải quyết vấn đề tiếp theo đúng không? Ừ đúng rồi, nhanh đi. Những người chơi đến với thử thách tiếp theo.